Nhiên luôn nhỉ? Đúng rồi, nhưng mà bây giờ nhờ bác các đạo đạo cụ ơi, ông ơi cho giúp cho em mấy anh cụ to để coi như là gần hết rồi, hết củ ấy. Không. Wow. Rồi, đẹp lắm. Thơm nừng mùi cá. Rất là tuyệt. Nhưng mà không ai người ta luộc bánh trưng này. Rất chi là tuyệt. Nó phải ngập nước. À không. Để quay cận. Sau đó bắt đầu tí nó vui rỡ rào xong là không có. Đúng rồi. Bà quan, cẩn thận nhá. Cảm ơn cả bà quan. Rồi, mày. Ừ. Tôi đã liên tục làm với lại Nam Minh Milia trong 3 năm vừa rồi. Phải nói khẳng định rằng là các bạn ở bên Nam Minh Media có tư duy sáng tạo. Cái thứ nhất là muốn có một cái thông điệp khi ra một kịch bản, một phim hài đều muốn hướng tới những cái chân thiện mỹ. Cái quan trọng nhất là cái khâu kịch bản. Các bạn muốn cảnh báo một cái điều gì đấy, một cái tính thông điệp nào đấy và mang đầy tính nhân văn. Cái này thì tôi là người rất khó tính về cái khâu kịch bản. Tôi phải nhìn cái vai này nó có hợp với mình hay không và cái phim đấy nó nói lên được cái ý gì. Điều đấy là Nam Minh Media đã làm được. Chính vì vậy đã lôi kéo tôi được năm nay năm thứ ba liên tục tôi đã làm việc với Nam Minh Media. Và cũng khẳng định là một điều rằng là ekip làm việc có tính chuyên nghiệp, tốt và tư duy sáng tạo hợp với thị hiếu cuộc sống ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho nghệ sĩ Anh Quân xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi. Sau những ngày làm việc vất vả thì buổi đầu tiên tại ngôi nhà này là buổi khai máy. Và ngày hôm nay, sau nhiều ngày làm việc, thì cũng là cái bối cảnh này là buổi đóng máy của bộ phim Đú Tết, Tết Đú. Thì phải nói rằng là sau những ngày làm việc,
Mặc dù rất vất vả nhưng vô cùng vui vẻ và ấn tượng đối với tôi. Bởi vì cái sự kết hợp giữa diễn viên, đạo diễn và ekip làm việc nó hết sức nhuần nhuyễn, tạo cho những người diễn viên chúng tôi luôn có cái sự hứng khởi khi cống hiến vai diễn của mình đến quý vị khán giả. Phải nói rằng sau những ngày làm việc thì tôi có thể khẳng định rằng Đú Tết và Tết Đú là một món quà đầy ý nghĩa để gửi đến quý vị khán giả trong đầu xuân năm mới 2021. Vâng, kính chào quý vị. Đây là lần đầu tiên Trà My được tham gia và cộng tác với Nam Minh Media. Một cái vai, một bà vợ cùng với một ông chồng ganh đua với lại nhà hàng xóm trong mỗi dịp Tết về. Thực sự là My thấy là trong suốt cái thời gian tham gia cái phim Đú Tết, Tết Đú, My thấy là rất là hài lòng với Nam Minh Media, nhà sản xuất rất là quan tâm. Rồi thì mọi công việc được suôn sẻ trong suốt chặng từ đầu đến cuối. Và bản thân My cũng thấy rằng là cũng đã cùng với anh em cố gắng hết sức mình, cùng với biên kịch, đạo diễn và nhà sản xuất và ekip sản xuất nữa để tạo nên một bộ phim hy vọng rằng sẽ hiệu quả, sẽ chất lượng để gửi đến tất cả quý vị khán giả trong dịp Tết đến xuân về. Và nhân dịp xuân mới cận kề, Trà My xin gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào. Chúc quý vị có một năm mới đầy niềm vui, đầy hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Thưa quý vị, đây là những cảnh cuối cùng của bộ phim. Ở cảnh cuối này, nó là một cảnh sum vầy giữa hai nhà hàng xóm cùng ngồi với nhau luộc bánh chưng trong cái hơi ấm lan tỏa của bếp lửa và cùng nhìn về nhau với cái một cái tình thân ái để đón một cái Tết rất là thiêng liêng, một cái Tết Việt tình cảm ấm cúng, và đó cũng là một thông điệp của bộ phim này muốn gửi tới khán giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mười năm của sự cố gắng và bền bỉ, 10 năm của sự tận tâm người làm nghề, 10 năm của sự trung thực và khát vọng vươn xa, 10 năm của tình yêu, tình bạn, tình hữu nghị và sự kết nối cộng đồng. Nam Minh Media, chắp cánh thương hiệu Việt.